Thùy Dương mến chào quý cô chú, anh chị em và các bạn. Trong cái video ngày hôm nay, Thùy Dương sẽ cho anh chị thấy người lao động của chúng ta khi ra nước ngoài họ phải sống như thế nào. Thì trong cái video này đó quý vị, chúng ta sẽ thấy là hình ảnh của cảnh sát Đài Loan đi vào để mà bắt một cái động gọi là người phụ nữ Việt Nam của chúng ta đi sang Đài Loan để mà bán thân đó quý vị. Những cái hình ảnh này á, ở Việt Nam thì quý vị sẽ không bao giờ được thấy đâu. Tại vì phương châm và cái đường lối chính sách của đảng á, là nhờ có đảng cho nên người dân Việt Nam sống trong đời sống ấm no hạnh phúc, và người dân phải mang ơn đảng. Và quý vị xem qua cái video, quý vị sẽ thấy là người Việt của chúng ta đã phải sống như thế nào khi mà ra nước ngoài nha quý vị. Thùy Dương xin mời quý vị. 警方撬开这些小套房的铁门，主要是里面藏有非法从事性交易的女子，而这大楼的位置就位在台南。警方撬开这些小套房的铁门，主要是里面藏有非法从事性交易的女子，而这大楼的位置就位在台南火车站前。 警方接获情资，以王姓男子为首的人蛇集团利用越南、泰国女子想来台打工赚钱，先出资让他们以合法的身份进入台湾打工，再游说他们卖淫还债。而这些女子在答应之后，就遭到控制，分别被安排在台南、桃园之类的地方。 而警方破获这个集团之后，有的女子被救出来之后，很感谢警方，因为他们说终于脱离了噩梦。而警方逮捕了王姓男子为首的六人之外，还逮捕了23名外籍女子，以组织犯罪、人口贩运及妨害风化等罪嫌送办。东森新闻黄聪群台南报道。 Rồi, anh chị thấy không? Quý vị là một người Việt Nam. Khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh những người cảnh sát Đài Loan đó đi tới đập cửa, nạy cửa ra để mà đi vào trong một cái chỗ và bắt một số người, ở trong đó có người Việt Nam, con số là 20 người quý vị, và được đăng trên tin tức của Đài Loan, đăng phổ biến để cho người người Đài Loan biết được. Thì anh chị chúng ta có cái suy nghĩ gì? Cái vấn đề thì Dương không có trách 20 người lao động đó, nhưng mà tại sao người Mỹ không có giống như vậy, hoặc là tại sao người Singapore hoặc là người Nhật không như vậy mà người Việt Nam lại như vậy? Thì đây chỉ là một cái hình ảnh để em Thùy Dương lấy làm ví dụ thôi, chứ không phải là nó đây là chỉ là một trường hợp duy nhất đâu. Còn còn nhiều cái chuyện khác nó còn đau hơn. Anh chị biết không, là cũng trong cái kênh là người Việt ở Đài Loan đó, thì họ quay những cái video, thì Dương thấy là cảnh sát Đài Loan á, dí những người lao động Việt Nam bất hợp pháp, họ dí mà họ bọc bên đây, họ bọc bên kia, họ bọc bên đây để họ chặn đường, họ không cho những người lao động bất hợp pháp chạy trốn chạy thoát đó quý vị. Thì người lao động Việt Nam đã phải lủi 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 đi chạy, giống như là lúc này là mình nói thật với anh chị giống như chó vào đường cùng vậy đó. Họ chạy một cách bấn loạn luôn, không có biết là phải chạy đâu để tránh cái sự truy đuổi của cảnh sát Đài Loan hết. Thì anh chị nhìn thấy cái hình ảnh đó đau buồn không? Tại sao mà ở Việt Nam không có công ăn việc làm, để rồi đi ra nước ngoài rồi làm những cái chuyện phạm pháp, những cái chuyện mà luật pháp của nước người ta cấm. Ví dụ như làm mại dâm, hoặc là đi đi đến Đài Loan để làm bất hợp pháp đó quý vị. Cái chuyện mà đến nước người ta mà không có hợp pháp đó, là một cái điều gần như là người ta không có chấp nhận, người ta rất là ghét. Ngay cả tại châu Âu cũng vậy, nếu mà cảnh sát ở ở tại Na Uy này đó mà họ tìm ra được mà chúng ta đến đây mà chúng ta làm việc không có giấy tờ đàng hoàng, họ bắt được là họ trục xuất chúng ta liền, họ không có cho chúng ta cái cơ hội để chúng ta ở lại đâu. Đừng nói chi là những cái quốc gia khác đó. Thì cho nên là Thùy Dương đã làm những cái video, Thùy Dương nói là cái thân phận của người Việt á, mà đi đi lao động bất hợp pháp á, là sống một cái đời sống rất là khổ, cho nên là đừng có dạy gì mà mình hơi hy sinh cái tính tính mạng của mình để mình ra nước ngoài mình sống, mình tủi thân tủi phận lắm, mình đau khổ lắm, cho nên là đừng có đi ra nước ngoài bất hợp pháp, mình ráng ở lại Việt Nam đi, tìm cái cách khác để mình sinh sống, còn hãy đi cố gắng đi đi chính thức. Thì Thùy Dương biết rằng là bà con không có ai muốn là mình đi bất hợp pháp hết, mình không có còn cái sự lựa chọn nào hết, cái đời sống kinh tế nó khó khăn quá, thì buộc bà con phải chọn cái cách mà đi một cách bất hợp pháp thôi. Thì anh chị biết không, là cái đời sống ở tại Việt Nam ngày hôm nay, cái đồng tiền á, là một cái thứ rất là quan trọng nhất, vượt trên tất cả mọi giá trị.
Cho nên là bây giờ là người ta đi ra nước ngoài, người ta chỉ mong làm sao là người ta kiếm tiền một cách nhanh nhất, một cách hiệu quả nhất để đem về Việt Nam để xây cho gia đình một cái nhà. Tại vì anh chỉ biết ở Việt Nam thì nghèo thì người ta khinh, giàu thì người ta ghét. Ngay cả bản thân Thùy Dương cũng trải qua cái đời sống nghèo khổ tại Việt Nam và mình cũng phải đón nhận những cái sự xem thường. Thùy Dương kể cho bà con nghe thôi chứ không phải Thùy Dương nhắc lại để Thùy Dương trách hờn người ta. Nhưng mà những cái sự xem thường đó nó đã làm cho mình tổn thương vô cùng. Và đối với những người khác á, khi người ta đã sống một cái tuổi thơ mà cái sự nghèo khó đó làm cho người ta bị xem thường, những cái đứa trẻ đó không được thương yêu chiều chuộng, họ bị đẩy ra ngoài bên lề của cuộc sống, và nó lớn lên đó, nó có cơ hội nó làm giàu á, thì nó sẽ làm giàu và nó chỉ nghĩ tới bản thân của nó và gia đình của nó mà thôi. Tại vì lúc này nó sẽ thấy rằng là xung quanh những cái người hàng xóm của nó không có ai tốt với nó hết, lúc mà nó nghèo khổ thì xem thường nó, đối xử tệ với nó. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ nếu như mà cái xã hội xung quanh cái đứa trẻ đó mà người ta đối xử, người ta yêu thương nó, người ta chăm sóc, người ta tử tế với nó, thì lớn lên nó có đâm ra cái sự thù hận không? Chắc chắn là không. Nhưng mà cái xã hội Việt Nam giờ nó rất là kỳ, kỳ lắm quý vị. Dạ thì Thùy Dương cũng vậy, mà ngay cả họ hàng của mình ngày xưa cũng vậy. Cha mẹ mình mà nghèo quá thì họ cũng không có tôn trọng mình đâu, họ cũng có những cái lời nói. Mặc dù mình là con cháu của họ nhưng mà chưa chắc gì họ đã thương mình đâu anh chị. Cho nên buồn, nó làm cho mình buồn. Thùy Dương có những cái sự mà gọi là tổn thương rất là lớn, nhưng mà cái sự tổn thương đó Thùy Dương không có muốn nói tới. Tại vì Thùy Dương thấy là những đứa em, những đứa cháu của mình đó, thì nó không có tội, nó không có lỗi. Và Thùy Dương đang muốn thực hiện cái phần trách nhiệm của mình với những đứa em, những đứa cháu đó. Mình đã từng bị người lớn tổn thương và mình biết cái sự tổn thương đó nó ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào đối với tinh thần của mình. Thì vì vậy cho nên là Thùy Dương không có muốn cái sự tổn thương đó Thùy Dương làm cho những đứa đứa em cháu. Tại vì Thùy Dương biết được rằng là con người đó, mỗi con người chúng ta, mỗi con người sẽ có một cái lúc nào đó thì khi mình còn nhỏ, mình nghèo anh chị, mình đâu có làm được gì đâu để mình thay đổi. Nhưng mà khi mà mình lớn lên đó, thì cái cuộc sống của mình nó sẽ khác. Cho nên là nếu mà quý vị nào đã có những cái sự giống như là thấy người ta nghèo khổ hơn đó, bây giờ mình khá giả hơn, mình xem thường người ta, thì quý vị cũng nên suy nghĩ lại. Không có chắc chắn rằng là cái những cái sự gì mà hôm nay chúng ta có đó thì nó sẽ bền vững theo thời gian, mình không có biết được. Ngày hôm nay những gì chúng ta có, biết đâu nay hoặc là mai cái việc làm ăn của chúng ta bị sa cơ thất thế, chúng ta trở về trắng tay và chúng ta nghèo khổ, thì chúng ta có chịu nổi cái sự xem thường, cái sự xúc phạm không? Nó cho nên là và mình ngày hôm nay mình xem thường một đứa trẻ nhỏ nào đó bởi vì nó nghèo, cha mẹ nó nghèo, mình không có thương nó, mình không có tôn trọng nó, mình xúc phạm nó, thì một ngày nào đó nó lớn lên đó, thì cái những cái gì mình đã làm đối với nó sẽ không bao giờ nó quên. Nó sẽ ghi khắc mãi trong cái đầu của nó, trong cái trí nhớ nó không có quên đâu. Trong đầu của Thùy Dương cũng vậy, có những cái mà người lớn làm Thùy Dương không bao giờ Thùy Dương quên. Cho đến chết Thùy Dương cũng không bao giờ Thùy Dương quên. Đó là như vậy. Cho nên là khi mà ở Việt Nam đó quý vị, người ta sinh ra trong cái sự nghèo khổ, người ta đón nhận những cái sự kỳ thị, những cái sự khinh miệt, những cái sự ghét bỏ. Lớn lên thì người ta mong muốn là người ta làm một cái gì đó để người ta cho người khác thấy rằng là anh chị đừng có xem thường tôi. Đó, nhà tôi bây giờ giàu hơn, tôi đã cất cho mẹ tôi được cái nhà bự hơn. Mẹ tôi bây giờ hả, tay chân của mẹ tôi đẹp đẽ, mặc những quần áo đẹp. Ngày xưa mẹ tôi nghèo khổ, ABC các kiểu, giờ mẹ tôi đã khác. Thì đó cũng là cái tâm lý chung của những người con ở tại Việt Nam. Vì vậy cho nên khi mà anh chị cái sự tham vọng, cái sự khát vọng của người ta quá lớn đó thì người ta bất chấp. Với lại ở Việt Nam anh chị, cái điều kiện kinh tế khó khăn thì họ không làm được điều đó. Thì họ muốn đi ra nước ngoài để đổi đời. Thì ra nước ngoài thì họ bất chấp anh chị, họ làm những cái điều mà luật pháp người ta cấm. Vì vậy cho nên quý vị đã thấy cái video mà cảnh sát Đài Loan đã bắt rất là nhiều người, trong đó thì 30 người thì có 20 người là Việt Nam rồi. Thì họ đến Đài Loan và họ làm cái nghề bán thân đó quý vị, thì họ kiếm được nhiều tiền. Ví dụ như ở Việt Nam bây giờ một tháng họ làm công nhân chỉ có 5-6 triệu thôi, thì họ qua Đài Loan họ làm cái nghề mà luật pháp Đài Loan không có cho phép, nhưng mà họ làm dĩ nhiên quý vị, họ làm là họ phải lén thôi, họ không có làm một cách hợp pháp đâu. Thì làm cái nghề đó thì nó có nhiều tiền không? Thì Dương thì cũng cũng không có thì Dương nói là thì Dương làm cái nghề đó chưa, thì Dương cũng chưa có làm cái nghề đó nên thì Dương không có biết chính xác. Mà thì Dương thấy là có một số bạn nói rằng là làm cái nghề này á, ở tại Đài Loan thì một tháng thì nếu mà tính ra tiền Việt Nam thì kiếm được cũng vài chục triệu Việt Nam đồng đó.
Và khi mà họ đi, anh chị họ chuyền tay nhau, họ đi về Việt Nam, họ chuyền tay với những người bạn của họ. Ừ, đi bên đó một tháng kiếm được vài chục triệu, 8-90 triệu hoặc là 100 triệu. Nếu mà làm nhiều hơn nữa, kiếm khoảng 200 triệu đến 300 triệu. Thì cái số tiền mà nói về 100 triệu đó anh chị là một cái số tiền mơ ước đối với những người lao động ở tại Việt Nam. Tại vì ở Việt Nam á, nếu mà mình làm công nhân một tháng 6-7 triệu á, một năm mà mình đã giành được 10 triệu á, là người đó rất là giỏi rồi, rất là khéo léo trong cái việc mà sử dụng đồng tiền. Cho nên là cái số tiền mà tiền 100 triệu anh chị là cái số tiền không tưởng đối với những người công nhân, nông dân, lao động nghèo tại Việt Nam. Cho nên khi mà họ đi ra Đài Loan đó, mà mỗi một tháng mà họ kiếm được gần cả 100 triệu, đó là một cái số tiền mơ ước của người ta. Nhưng mà mình kiếm được cái số tiền đó rồi, nhưng mà cái giá của mình phải trả rất là lớn. Tại vì anh chị thấy đó, cảnh sát Đài Loan mà họ bắt được rồi đó, thì họ sẽ trục xuất mình đi về. Và dĩ nhiên cái con đường trở lại Đài Loan của mình là sẽ không có còn rộng mở giống như lúc ban đầu nữa. Tại vì Đài Loan cũng như những quốc gia khác thôi, tôi đón bạn tới để bạn làm cho cái nhà của tôi nó thêm sạch sẽ. Bạn đến chơi nhà tôi, nó sạch như thế nào thì hãy giữ nguyên cái sự sạch sẽ lúc ban đầu như bạn tới. Nhưng mà bạn tới để bạn làm cái nhà tôi nó thêm dơ bẩn, để tôi phải dọn dẹp, thì dĩ nhiên tôi sẽ không cho bạn tới chơi nhà tôi nữa. Đó là cái cách mà cảnh sát của những cái quốc gia bên ngoài dùng để chặn. Ví dụ như anh chị thấy là tại sao bây giờ ở phía Hàn Quốc đó họ không cho công dân Việt Nam ở một số tỉnh đi qua Hàn Quốc. Thì anh đi qua nước tôi thấy là anh chỉ toàn làm những điều xấu thôi. Đa phần là người Việt Nam đến từ những cái tỉnh đó là làm những cái điều không tốt, và tôi phải tốn rất là nhiều thời gian, nhiều công sức, tiền bạc để trả cho lực lượng cảnh sát, rồi giấy tờ này kia nọ để kiện tụng, để thưa, để xét xử, phiền quá. Tôi đưa anh qua để tôi tạo cho anh có công ăn việc làm, để cho anh có kinh tế, nhưng mà rốt cuộc tôi đưa anh qua anh lại làm cho tôi thêm một cái gánh nặng. Cho nên cái cách của tụi tôi là tôi không cho anh qua nữa. Và tôi xét hồ sơ, nếu mà tôi thấy anh á, là đến từ những cái tỉnh đó tại Việt Nam, tôi không cho anh qua. Đó là cái biện pháp mà người ta ngăn để không cho những cái thành phần mà xấu từ Việt Nam đi qua. Vì vậy cho nên quý vị thấy là tại sao mà Bộ trưởng Bộ Công an đã thay đổi cái passport mới là cái màu xanh tím than đó, và ở trong cái passport mới đó nó không có để cái nơi sinh. Thì lúc ban đầu có nhiều người cũng không có hiểu tại sao không có ghi cái nơi sinh, nhưng mà sau này báo chí rầm rộ lên thì người ta phân tích thì bắt đầu mới biết được rằng là do ở Việt Nam người người Việt của chúng ta ở một số nơi là những cái phần tử mà gọi là bất hảo, không tốt, đạo đức không tốt, và gần như ra nước ngoài làm những cái điều phạm tội mà quốc gia của người ta không có hoan nghênh, người ta không có thích. Vì vậy cho nên người ta cấm. Mà người ta cấm thì người ta không phải là cấm hết tất cả người Việt Nam, mà không phải cấm vậy, mà người ta chỉ xét những cái vùng nào thôi. Đi ra nước ngoài phạm tội nhiều nhất thì người ta không có cho đi. Cho nên khi mà mình đi ra nước ngoài đó quý vị, mà mình làm những cái điều sai nhiều quá thì người ta sẽ có cái biện pháp là người ta sẽ không cho đi nữa. Thì khi mà người ta cấm người ta không cho đi nữa thì cái thiệt thòi đó nó ảnh hưởng tới ai quý vị? Thì dĩ nhiên nó ảnh hưởng chung cho tới người Việt Nam luôn. Bây giờ không có còn nói Bắc Nam nữa, mà là anh ở Bắc hay là anh ở Nam gì, chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta sẽ gánh chung cái hậu quả đó. Vì vậy cho nên Thùy Dương nói với anh chị là cái một cái quốc gia đó mà nền kinh tế nó không mạnh, nó ảnh hưởng nhiều, mà cái kinh tế nó phụ thuộc vào chính trị. Khi mà chính trị của chúng ta đó anh chị nó không có được tự do, chính trị của chúng ta nó không có giống như những quốc gia khác. Ví dụ như chính trị là một cái gì đó nó liên quan hết tất cả mọi thứ trong đời sống của mình. Ở Việt Nam thì anh chị thấy là cái việc mà một đảng cộng sản, và ở Việt Nam thì nó không có tam quyền phân lập đó, thì nó đã làm ảnh hưởng chung cho nên cái nền kinh tế tại Việt Nam nó không có phát triển. Và khi kinh tế Việt Nam nó không phát triển thì đời sống của người dân rất là khó khăn, và khó khăn như vậy thì người dân phải tứ tán khắp muôn nơi hết để mà đi tìm cái sự sống. Và họ làm bất chấp cái ngành nghề gì, miễn rằng là cái ngành nghề đó bây giờ giúp cho họ có tiền để họ chi trả những cái khó khăn tại Việt Nam thôi. Họ còn lúc này là họ gần như họ không còn nghĩ tới cái danh dự, cái đạo đức, cái nhân phẩm nữa. Họ không không còn nghĩ tới cái đó nữa quý vị. Tại vì bây giờ là họ chỉ cần là họ sống thôi. Còn bây giờ sống, làm sống mà sống như thế nào thì họ không cần quan trọng. Tôi chỉ cần biết là cái đồng tiền của tôi đó, tôi phải có đồng tiền đó để mà tôi giúp đỡ gia đình của tôi. Mẹ bệnh, em cái, con cái đi học tại Việt Nam cần tiền. Cho nên bây giờ tôi chấp nhận tôi hy sinh cái bản thân của tôi để mà tôi có thể cứu giúp gia đình của mình. Từ cái chỗ là cái nền kinh tế Việt Nam anh chị nó nghèo đó, thì nó đã đẩy người ta đi khắp mọi nơi. Thì chúng ta cũng đừng có mong cầu rằng là người lao động của chúng ta ra nước ngoài đó sẽ làm một cái điều gì đó tốt đẹp để gây ra cái ấn tượng tốt
cái sự thiện cảm đối với những người ở nước ngoài khác rất là khó. Tại vì ở trong Việt Nam, quý vị thấy người ta đã gì, tranh giành nhau, người ta đã giành giật nhau, người ta đã lừa gạt nhau, người ta dối trá với nhau để sống. Thì quý vị nghĩ coi, ra nước ngoài thì người ta có thể trở nên trung thực được không? Thì người ta cũng tiếp tục lươn lẹo, cũng thủ đoạn để mà sống. Mà ra nước ngoài mà thủ đoạn mà lươn lẹo thì gặp cảnh sát của người ta thì người ta sẽ bắt, bắt rồi trục xuất đi về Việt Nam, thì sao anh chị cũng lại trở lại cái cuộc sống nghèo khổ như ngày trước nữa. Thì nó lẩn quẩn một cái vòng như vậy thôi, nó không có thoát được. Cho nên tôi vẫn nói với anh chị là cái chính trị đó nó sẽ quyết định tất cả mọi thứ trong đời sống của mình. Nếu ai đó mà khuyên các bạn rằng thôi chuyện chính trị đừng có lên tiếng, thì một ngày nào đó thì các bạn cũng sẽ giống như 20 cô gái này, cũng sẽ tiếp tục chạy qua Đài Loan, chạy qua Hàn Quốc, chạy qua Malaysia để anh chị để làm những công việc như thế, nằm phơi người ra để cho người ta làm cái điều gì đó để mà mình có tiền. Thì Dương biết là cái chuyện đó không có ai muốn hết á. Mình không có muốn là phải bán thân cái kiểu đó để mình kiếm tiền, không ai muốn. Nhưng mà bây giờ mình không có một cái sự lựa chọn. Tiếng tăm không có, ngôn ngữ không có, mình chỉ còn cái thân xác thôi. Anh chị thấy là một cái thể chế lãnh đạo mà để ngày hôm nay người ta phải bán thân xác của mình đi khắp nơi hết để mà làm cái công việc đó, thì quý vị thấy làm sao mà đất nước của chúng ta hãnh diện được quý vị. Và đó đâu chỉ là đơn thuần là nó cảnh cáo ở một cái góc độ là riêng tư đâu, mà nó đưa lên truyền hình luôn. Anh chị thấy là thời gian trước là ở bên 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 Đức nó làm sùm cũng cái vụ như thế này. Bên Đức quý vị mà qua tới bên Đức là cần phải, hình như lúc đó thì Dương nhớ là mỗi người phải có 23.000 euro thì phải. Cách đây chừng khoảng tháng tháng rưỡi thôi. Rồi sau đó nữa là bắt đầu cũng bên Úc nó cũng đưa lên cái kênh truyền hình lớn tại Úc. Dạ, rồi bây giờ nó đưa lên truyền hình lớn tại Đài Loan. Và anh chị thấy là Đài Loan hay là Hàn Quốc hay Nhật nó cũng đưa hoài cái chuyện của người Việt Nam. Bây giờ là người Việt Nam nổi tiếng đúng quý vị, không phải nổi tiếng là bởi vì người Việt Nam làm những cái chuyện tốt đẹp đâu, mà toàn làm những cái chuyện xấu không. Cho nên bây giờ thế giới người ta sợ người Việt Nam dữ lắm. Và khi mà Thùy Dương nói như vậy thì một số bạn sẽ cho rằng Thùy Dương đang phá đất nước Việt Nam. Không có phá đất nước Việt Nam, chính là cái Đảng Cộng sản Việt Nam đã đẩy cái người dân Việt Nam phải đi ra nước ngoài làm những cái chuyện đó, và báo và cảnh sát người ta phải đưa lên truyền hình và đưa truyền hình, và người ta nêu là những cái người Việt Nam đó, chứ Thùy Dương đâu có làm gì sai đâu. Thùy Dương chỉ là người thấy những cái chuyện đó, Thùy Dương làm video, Thùy Dương nói cho quý vị nghe thôi. Còn nếu mà nói để cái nguyên nhân để dẫn tới cái chuyện như ngày hôm nay thì là phía Cộng sản Việt Nam đã gì, lãnh đạo không thành công, đã làm cho cái nền kinh tế tại Việt Nam nghèo nàn lạc hậu. Bây giờ Thùy Dương hỏi anh chị, bây giờ đi xuất cảng rau củ quả ra nước ngoài xuất cảng không được, tại vì cứ đưa ra nước ngoài là người ta điều tra ra, người ta kiểm tra là toàn là chứa những cái gì, chất cấm, những cái hóa chất độc hại không à, người ta không cho vô được. Mì tôm cũng vậy, thịt cá tôm trái cây cũng vậy, trả về hết. Trong khi thằng Campuchia thì đưa vô thoải mái, thằng Lào đưa vô thoải mái, thì như đó thôi. Anh chị thấy cái kinh tế của người ta nó đã khác hơn Việt Nam rồi, thì bây giờ xuất cảng hàng hóa thực phẩm lương thực không được, bây giờ phải xuất xuất khẩu con người phải đi ra nước ngoài. Bây giờ ra nước ngoài cái kiểu đó anh chị, ngược nó cũng lợm nó quăng về, thì quý vị nghĩ kinh tế Việt Nam nó sẽ như thế nào trong thời gian sắp tới, và giá trị con người Việt Nam sẽ như thế nào. Thì cũng như là thời gian gần đây quý vị thấy là đã có 5 nước ở tại châu Âu ngưng cấp thị thực cho công dân tại Việt Nam rồi, tại là do cái passport mới nó không có cái nơi sinh đó. Rồi thông tin thì Dương chia sẻ đến quý vị là người Việt của chúng ta anh chị khổ lắm khi đi ra nước ngoài sống như vậy đó. Ở Việt Nam thì cũng bị công an Việt Nam truy đuổi, ra ra tới ở nước ngoài thì anh chị ra nước ngoài yên anh chị, và khi mà ra nước ngoài mà bị cảnh sát nó bắt như vậy và nó đưa lên truyền hình như vậy là cả nước Đài Loan người ta biết luôn á quý vị, chứ không phải là một vài người biết đâu quý vị. Rồi thông tin thì Dương chia sẻ đến quý vị để quý vị thấy bà con của chúng ta khi ra nước ngoài sống như thế nào ha, chứ đừng nghĩ là người ta có tiền nhiều về cất cho gia đình cái nhà bự là ham, nó người ta phải bán thân, người ta phải làm như thế nào đó. Rồi cảm ơn quý vị hãy ủng hộ Thùy Dương bằng một cái like, và nếu quý vị chưa nhấn ghi danh kênh thì hãy nhấn ghi danh để theo dõi những video tiếp theo của Thùy Dương. Cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.